Đây là nguyện thứ nhất mà Đức Thầy viết lúc còn ở tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo, khoảng trung tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939. Ngài viết lối văn dần Điệu Lục Bát dài 912 câu, khởi đầu bằng câu Hạ Quân nay đã hết đời, và chấm dứt bởi câu Tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Nội dung: Đức Thầy cho biết cuộc đệ nhị thế chiến đang xảy ra, cấp bá tánh phải chung chịu cảnh đói đau binh lửa. Ngài còn tường thực trước khi trực tiếp giáo độ chúng sanh, Ngài đã hóa hiện đi dạo Lục Châu, khi giả kẻ buôn bán, chèo đò, đuôi cùi, khi thì giả người già, trẻ, nam, nữ, để có dịp đánh thức được người đời rằng có Phật tiên lâm phàm, hầu giác tỉnh quần sanh, quay về con đường chân thiện mỹ. Vậy kính mời quý vị lắng lòng nghe phẩm Khuyên Người Đời Tu Niệm của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, chương trình diễn ngâm hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Rớt và anh Trần Văn Dê thành lòng diễn ngâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạ quân nay đã hết đời, phong ba biển chuyển đổi dời, gia căn năm mèo kỳ máu rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết kiên. Ngồi buồn điên tỏ một khi, bá già khổ não vậy thì từ đây cơ trời thấy cuộc đổi xây, điện mới theo thầy xuống chốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhọn nhàng đau binh, kẻ thời phổ nghĩa bốn cần, người thời trung ái chẳng dành dẹn hai. Nên đêm khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thứ ngày dài tình tâm cơ thâm, thì qua việc thâm nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người không nghe nói càng rầu, người ngu nghe đầu cười reo, rồi sao sẽ thấy hầm beo, khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này chứng linh minh dương, giới linh bậc đường đi xuống giảng dân, thấy trong ba tánh phản trần, kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tà. Mặt ai bàn tan gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân.
Kẻ xa thì mất đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tạ giang. Khắp trong bãi tăng trần hoàng, cũng hết xóm làng đều mấy người điên. Điên này xưa cũng như ai, vào các ra đài tốt bực vào sân, người suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ăn giật lắm sao nhờ trời mai mắng. Một khi thân thơ lại gặp đức thầy Bưu Sơn, cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, đóng lòng quát trăm sao khác biết liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chân tu. Dương trần kẻ dòng hàng dù danh lợi xoay sang, cờ đã đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời trọng cha yêu Chúa kính gì tổ tâm, ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thành dẫu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của thần tiên, ở trên đó núi xuống miền lục châu, đời còn chẳng có bao lâu, tu niệm đặng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ lãng hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có ai nói không, đến hỏi mấy đồng thân chẳng toàn thấy. Việc đời đến lúc cần gây, mà cũng tối ngày nói xeo nói xin. Dương trần tội ác liên miên,
sao xuống quỳnh tuyền địa ngục khó ra. Điên này nói thiệt gần xa, đặng cho lễ thứ biết mà lo tu. Đời như phao chấm ngòi, bà già yên lặng mà coi. Khùng này không thời ba tớ một thầy giảng giải dạy đầy rõ việc còn dài còn khờ. Yên lặng như tờ, coi chúng làm sao. Bà gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mời còn ham của thế gian làm gì. Việc này thôi là kỳ, cùng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí trong quyền tiếng kèn mặt ê ba gian, hết cần rồi lại ở nói sang. Dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi, chuyện này cũng lắm tuyệt vời. Giá như hạng tính đợi thời loạn chôn, đến sao danh nổi như cồn, làm cho hạng gió mất hồn. Mấy khi chuyện xưa tâm sự còn khi khẽ đời phải có trước sau, điên cũng khờ dại mà cao tu hành. Ba gia phải sáng làm lành niệm
Phật cho rành, đặng thấy thần tiên. Thương đời trong giả chẳng yên, khắp trong lễ thứ thàm phiền. Đổi xây ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, mang theo danh lợi ấm o sẵn của hét hò đưa ở người. Đừng khi nhà ta một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sáng như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cứu quyền thất tổ chẳng thờ, đi thờ những đạo ngọn cờ trắng phao. Dương trần bốn giá nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa nay có hai chưa là giới kẻ chẳng ư chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Bao kiếp lo âu để sao đôi đầu chẳng đặng toàn thấy. Viết đời nói viết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo chân rồng rắn mắt tên, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị sao sao, canh khuya gà gái mau đào mới biểu dân. Đừng làm dữ làm hung, việc đời nói chẳng có cùng, đến sao mới biết đây dùng cây hương. Bây giờ mắt việc ta làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Chân ngồi giả đạo bội nên nã thân mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước trong khe,
nó tướng đặt về nói biếm người hung. Đôi chi theo khùng như thế dây dùng đặng cứu ba gia. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết mà ta tin. Điên biết chẳng lẽ làm thế, nói cho bà tánh mặt tình nghe không. Việc điên điên sự chưa xong, lục châu chưa chết mà lòng ô ê. Ngồi nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thế sao mới biết rắc rơm của trời. Vì điên chơi đến cái thời, nên còn ân vàng cho người cười chê. Từ đây con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng, tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Niệm cho tà quy vậy thì gian ra, khuyên đừng xài quy xa quá, ăn cần ở tiệm đắng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi đến sao kẻ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tội mùi bãi tanh biết thân. Tu hành sao được đức ân, ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong dạ chẳng yên, điện gầy chèo quê dạ miền Lục Châu. Tới đâu thì cũng thêm thắm thêm sầu lòng dạ người xưa. Ba gia ai biết thì ưa, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, giá quê già lên voi xuống vịnh nào yên thân vàng. Tay chèo miệng lại hát ca,
ca cho ba tăng biết đời lon ly. A Di Đà Phật từ bi ở bên thiền trước chứng tri lòng này. Từ ngày thọ giáo giới thầy, dẹp lòng dị kỳ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng cái tâm thân, miệng cho ba tâm được gần bồng lai. Lời này vốn một lời hai, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này danh vật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiện lòng theo đây. Cứ lo làm việc ta tay, bắt ngựa bắt cày đặng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chừng kẹp lòng người ác gian. Thấy đời mây mỗi lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chẳng ghê. Chớ tu không mãi lời thầy, mà không nhớ đơn đặng kề tiên ban. Nói nhiều trong dạ xuống sang, cùng hết xóm làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da cõi chắc trong thời mối ăn. Buồn thái cho lộ làm điều dối thấy cho đạo màu. Di Đà tỏ thêm rầu, giận trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo cổ mau gần diêm vương. Ba gia lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thọ lặng dài dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo bim nhẹ xa tầng người điên. Lòng buồn mượn lấy bốc nhiên, giết cho trần hạ bất phiền lo tu. Thương đời chớ chẳng kim xu, buồn cho bà tăng hết màu tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp
trong ba tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hai ớm ai đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ quả thâm, đặng cho ba tánh tịnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lễ tứ được rành đường tu. Nay đã gần cuối mùa thu, hết ngủ tới dài công phu gần thành. Xa trần đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành giới đi. Điên này sẽ mở xích xèn, dắt nhiều ba tăng gần miền tiên vang. Không ham danh lợi giàu sang, mong cho ba tăng được nhàn tâm. Về châu Phật tâu trần, cầu xin Phật tổ ban lần đức ơn. Nay đã bày tỏ hồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường. Phật trời thấy khổ thời thương, muốn cho lễ thứ thượng thường làm nhân. Đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chớ sờn uổng lắm dân ơi. Hồng trần biển khó thi rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đạo đến sau bi. Tu hành tâm trí ráng trì, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Chương trần lắm chuyện phải dẹp chỉ kỳ mà lo tu hành. Cả kinh tư niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bi ai chẳng nói văn dài. Phật nó tức tâm, mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm. Từ đây đạo hành được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyến trọng lễ thư bước vào
đầu đường tu. Xưa nay đạo hành quá lưu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặt tình kẻ ghét người ưa, điền chẳng nói thừa, lại giới thứ dân quan trường miệng nói gian tranh, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tay lắp mắt mới kỳ. Người đời lòng dạ bất tri, trông cho làm bệnh dĩ kỳ. Tường Phật được lúc đầu hâm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già muốn gây sinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Xa thân cọp xé beo quào, còn người tàn bao máu đào tuôn rơi. Tu hành hiền đức thành thơi, ngài cha thảo Chúa Phật trời cứu cho. Tờ trần hạ tình tâm, đến sau khổ hạnh khỏi lâm. Nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, chừng nào chim nọ biến bay cá kia, biển lội khổ này mới yên. Nhắc ra quá tháng quá phiền, bể khổ gần mềm mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân lý hết luôn, khắp trong lệ thư ao đầu. Từ đây thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhắc
lời lành khuyên hãy gắn ghi. Dương trần phải ráng tu trì sớm khuyên, đừng ham làm chức nắp miên, ngày sau như hoa không chìa dần ôi. Tu hành như thế thả trôi, này là mai bồi chẳng nghi có thiền tâm, mưu sâu thì quả cùng thâm, ngày sau sẽ biết thu cầm chính hầm béo tay tưởng bổn bề, lại thêm ác thú mạng xà rít to bán dài biết thì lo gác tài dèm xem đôi có ít gì. Rồi đến vị kỳ số cao thế nặng vậy thì thiên tha chẳng na như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thật là mặt ngọc u ê, cảm thương trần hạ nhiều bề, bởi chừng tàn bạo khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền viên, ngày sau đến việc lụy phiền suốt căn, cải kinh tụng niệm đêm thanh ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết vàng thao đời sau, kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, bà già phải ráng biết rằng đường tu thương ai ham vọng ham dù, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như giá bút thêm, mãn lo tranh đoạt thù hèm với nhau. Đến chừng có ấm có đau, giang mờ miệng Phật Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là danh, chẳng lo tu niệm cứ gần giới điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện
cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nại tâm thân, nắng mưa chẳng quản tạo tầng ai hay. Chừng sao đến hỏi rộng ở mây, người đời mới biết điên này là ai. Lui thuyền chèo quái bay gai, thuyền đi nước ngược đến rài Cù Lao. Xa xa chẳng biết lạc nào, thiệt lạc lòng nào tu. Tớ thầy liền giá đuôi mù, bèn đi ca hát kiếm xu dương trần. Ba gia tụ lại rằng rằng, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nực cười trăng hạ một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh giữa buổi chợ đông, bài trò bán thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tưởng đông dày, rồi mới ra bài hát diệt thiên cơ. Tới đây ba tánh làm ngơ, buồn cho lẽ thứ kịp vào ra đi. Lìa xa hồng ngữ một khi, tháng đường trực chỉ điên đi tâm thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiệt sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại kề lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời đông tánh từ bi, điên chẳng bắt tì còn ít việc xa. Khoan khoan chân nọ bước ra, giáp rạch ca cây rồi ra ngoài giàm. Đói nhìn mây nọ trắng lam, biến ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ, tân an là nó dân nhờ bắp khoai. Giá người ban cá bằng nay, dân chung ngày rài sông lại mùa đông. Tới lui giá cả vừa xong, điên cùng bằng lòng cần đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngang cân, bỏ tiền chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười trần hạ lắm ôi, dán cho ba bánh một hồi
Nhiều người nghe hết phổi rồi, hoài thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Giá người tàn tật một khi xuống giàm, kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà lá hầm hôi mà biết đạo lý, mời cùi lên chơi. Bàn qua kim có một hồi, cùi xuống giữa trời châu đốc thẳng sông. Nhau chiêu ghẹo đắng cười gái tơ, buồn đời lắng mà ngẩn, biến mất lên bờ liền dáng cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ đời nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chật chú thầy, nó thấy lãng dày chẳng bắt ngại nghi. Xuống thuyền hoài quá một khi, chèo lên dành tay vô thì đuổi sao. Đi ngang chẳng ghé chùa am, suối dòng núi sạch đặng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù, cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghé rau diệt gần xa, bồng lai tiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đã ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây, ấy là tài linh vương tây cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Nói gạt bán gia thôn, nghe lời nói thiết tha rừng rừng nước mắt trèo về mặt dân. Tay chèo miệng cũng rao chừng, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng lý phổ đổ thừa trong ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng
hiền từ, thương xót ba gia. Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không? Hết tay đi lại nói đông, có ai tự tình để lòng làm chi? Mặt chân mất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì giảm nao. Dòm xem thiên hà lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi dài câu. Con sông nước chảy ở dòng cầu, ngày sau có việc tháng sầu thiết tha. Chừng ấy nói dậy phong ba, có con nghiệt thô nốt ở mà người hung đơn. Trần thu ấy phục tùng, bà già mới biết người cùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai, giảng đạo tối ngày mà chẳng đợi như màn nó bằng the. Hãy ráng đọc về của kẻ khùng điên, khỏi dàm điên mới quải thuyền xuống miền cao lánh lại phiền lòng. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng dạy dỗ dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng phổi rồi, nào ai có biết đây là người chi? Trở về phong mấy một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch chân. Ghe chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà bội hồi khó đứng cô ngồi thương xót ba gia. Kiên vàng làng nó chẳng xa, kiếp mau tới đó vậy mà thử coi. Sơ này nhà cửa mà trong dân sự nhiều người chân tu, thấy người đói rách sinh xu, ra tay cửa giấc đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến
cho bọn bề rõ ràng bên lứt đã kề bên ghê giá người tàn tật đón xe rồi lại nói về rồng việc thiên cơ hết về rồi lại nói thơ làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng thơ về điên đã nói xong đi luôn ba cộng kéo lòng ước mơ tới đây dẹp hết về thơ giá người bạn mắm mà quá khờ quá quê giờ này thiên hạ bổn bề kẻ chê mắm chẳng ngon bán hàng tiên nói quá giòn giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi bưng thời kẻ điếu người trì ở đây không bán chỉ dứt lời rồi lại câu mau mắng con để cho khéo hầu làm khôn muốn làm cho có người đồn biến mất xác hồn cho chúng trình ghê nói ra thêm tháng thêm thay ông lành giữa kề dài bán trầu cao bán hàng xóm lại lao sao ông ban giá nói thơ nghe coi chào thời kẻ móc người môi còn cao bẻ dấu thấy loài bánh thang thấy già bán rẻ bị thêm quê dốc nó làm thằng tay ghe người biến mất bằng nay cho chúng biết tài của kẻ thần tiên bên thành gặp hai thằng lính ra liền thấy thân tớ thầy nói chuyện cân phân mới lỡ một lần xin cầu thử tha hai người tôi ở bởi chừng khổ não mới là nói trôi linh nghe vừa dứt tiếng rồi khoác nạt một hồi rồi lại bắt giam thấy đời trong dạng
giả hết ham ghe người biến mất coi làm chi đây. Tức thời thiên giả làm thầy đi coi đi bói khắp trong phố phường, đổ giáng sanh giáo cùng khắp cả sải thành. Khi ca kỳ ly nói rằng thiên cơ ba gia ba tánh làm ngơ, tưởng như những kẻ trọng bạc trọng tiền khổ ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặt ai ghét ghét chẳng dám nói bừa cho ba tánh nghe, phiền ba ngờ ngờ xe xe điền giả người què gia đình thẳng xong què này được xa lão thông khắp trong thiền thề rồi thầy nhà quê kêu cơm ba tánh nghe ghê thêm mà nói bồn bề những việc về sao. Dương trần bàn tán thấp cao chẳng biết người nào rõ việc gia tờ gia đình một khi thuyền loan trực chỉ đến thì cần thơ tới đây giá kẻ quá khờ vợ đêm chồng lại đứng ngờ một bên phường sớm dưới đầu trên cùng người đi chợ sớm nhau reo cười thầy thiện hiền đức được mười phần nhiều sớm lại chê cười người đi và ở thời ca hát quyền thiên chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm bán gia coi thấy rắc rơm ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi điên mà ca hát việc đời với việc hiện thời khổ não âu châu trái cùng chẳng suốt đâu đâu lòng quá tham sầu lìa lại dính lòng chợ quê vàng vải đã xong thuyền loan trực chỉ đến rày bến tre chợ này đâu lại nhà bèn
rước mời mời anh chị quan trẻ già qua lại lăng xăng nói rằng rằng những việc bướm ông gánh chè ban hết vừa xong điền cùng nói rằng chuyện khổ về sao nói rồi chân bước mau mau lìa xa hiện thể đến thầy thôn quê đi đâu cũng bầy nhung trời kẻ lại chơi thầy nói lộ bá dư thay đời bay lắc mắt ngơ lúc ở trên bờ khi lại đi ghe giao cùng khắp tỉnh bến tre đủ bực thơ về lìa lại Trà Vinh tới đây bài đặt khắc kình đua nhà bán thuốc mặt tình mua không nói ra những chuyện bông lòng trách trong lễ thứ không lòng tự bi gặp người đôi khó thân khi điền duyên sự sáng ai thì làm cho dạy rồi thuyền lại mỹ ở thơ quyến trong trần hạ ráng lo tôn trì xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật dạy thì xuống đây chợ quê dắt hết thuyền quay đi trở lộn về ông trưởng giảng dân quán chi nắng sợ mưa tầng chèo suối chèo ngược mấy lần không thôi thảm thương ba tấm lắm ôi bồng lái tim cảnh rau rồi một khi nếu ai rảnh dịp thì đi còn mắc nợ thì ở lại dương gian có người xưng hiệu tên thiệt dân trường ở dưới Vinh Ông thấy đời cũng bắt đồng lòng ghé vào tệ xa thẳng sông lớn nhà mình ngồi tu niệm vậy mà nói chi lớn tiếng người mà khinh khi ngồi nhà cám tạ một khi cũng nằm cắt bạc tiền đi nôn bồng xuống thuyền xuôi nước thẳng sông
châu phối xem lòng đau ba. Ngồi chơi đảo lấy bàn qua, mấy bà cô biết lúa mà bài không. Có người đảo lý ơi thông, xin ông bài tỏ cho tôi hiểu rài. Tiếng nghe liền mới tỏ bài, lúa ba về núi dành rài ngày sau. Hỏi qua tu niệm âm hao, không biết câu nào trái đạo ba. Buồn đời điên mới bước ra, tay gây chèo quê dạo mà khắp nơi. Đi hoài chẳng có ngày ngơi, miệng cũng tiền cảnh bồng lai. Có người xuống bến bằng nay, mắt trời ít tiếng người rài mạng giông. Nhà ngươi thiệt chẳng có lòng, đòi đã hai lần sao chẳng chiều đi. Thương đời ta luôn sầu bi, đòi đi tới chúng ăn thì bao nhiêu. Điên rằng tôi chẳng ham nhiều, bao nhiều chẳng ham. Điên này cũng chẳng có tham, ghe đá chở đầy chật nứt trong môi. Và đây cũng chở cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau. Thấy người lòng vàng tà tay, thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô. Trong môi đã mắt lại khô, tôi có đồ tiền mà trả cho ông. Trong dòm thấy trong không, bước nhau vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bạo biết ta, thuyền người biển mất vậy mà còn chi. Trở lên chở ơi một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cũng rau. Năm xưa đây có Hà Mau đào, mà nay chưa có người nào chân tu. Nào điên có muốn kiếm xu, mà trong trần hạ đuôi mù không hai. Hỏi ông
trong giả buồn hiu, bỏ ghe điền cùng đánh liều chưa thôi. Giả ra một kẻ hạng nồi, khắp trong làng xóm đi rồi sạch trơn, tới đâu cũng tỏ thiệt hơn. Nhà tôi vốn nghi thiệt có đàn năm giây, tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy cho giải qua. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80. Nhiều người nghe nói reo cười, thân tôi là hồ ly anh cười tôi chi. Gia tờ chờ mới một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thầy Bà Răng. Ít ai biết được đạo hàng, ghé ám thầy pháp nói rằng lỡ trước sau bài tỏ nguồn cơn, vì thương lệ thứ chi sờn lòng đây. Có người lôi sớm muôn cây, xinh xảo trai bắp liền hoài xuống kia. Ghe điên vốn thiệt ghe bé, mà lại đến nhà nước ngược thẳng sông. Ra quay thuyền chạy như dông, người nhà xuống bến trong lòng này chẳng biết người chi. Chèo với vậy thì mạnh bạo quá tay, thần tiên mà chẳng ai hay, cứ bím nhé hoài buồn giả người xưa. Đời nay mong ta quyến trong lễ thứ chẳng thừa một câu, thân này chẳng để mau lâu, miễn cho bà bánh gặp chầu vinh quê. Thương trong trần hạ lao khổ nhiều bề, chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hầm hôi, không đất cầm dồi mà chẳng ai thương. Con thuyền bằng nghe tiếng khóc tự lương ai hoài, có người ở xóm bằng nay bị mất trọn dài đồ đạc sạch
trơn. Du thành bài tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đường hờn phận duyên. Điếc nghe dội giả quải thuyền, dùng hoa cõi bói giải phiền phạm nhân. Coi rồi bài tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi vào sớm một khi, đi lên nhà thì giá gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cũng thời ghé vô. Mua một ve uống hỡi con, uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thai. Hai thằng ở xóm bằng nay, nó nói ngày dài thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, tiệc có làm chi. Bước ra nhà nó một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nọ nhỏ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tới thả trôi. Dàm nao rài đã đến rồi, hoài thuyền ghé lại bằng nay chợ đình. Hát hai câu hát quê tình, đậu xem dân chúng chờ đình làm sao. Sáng ngày chờ nhóm lao sao, giá bận áo màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho bao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Nhắc ra động tâm lòng son, buồn cho lễ sao còn ham vui.
trò chẳng nại tâm thần ra khắp non tầng bằng nửa thờ coi chân tu thì quá ít ôi nhiều người ăn sĩ quá loài tâm than đi lần ra đến núi Sam đến nơi ra khắp chùa em của người dạy rồi bắt qua tức cười thầy tu nhiều kẻ biến lời qua tay trẻ già biến quá ai hay vào trong bãi núi chẳng này công lao ru rừng lúc thấp mà lúc cao giá ra nghèo khó giàu nhiều am dân tu hành nhiều kẻ nghe tham sân làm sao cho đặng mau gần Phật tiên ai ai cũng xiềng trói thân lìa xa bãi núi lần lần xuống thuyền trực chỉ lên gần hàng tiên đến đây giả kẻ không tiền rào khắp thiện thiền xin xỏ bá gia đi rồi cũng quá thiết tha trở về non cối đặng mà giao chơi non tiên gió mát nhưng nhớ việc đời lụy ngọc nhỏ xa xuống trần lúc khác nga lúc ca mà trong lễ thứ có mà biết chi nam mô hai chữ trần hạ nói gì đây cũng làm thinh tu thời nhàn hạ thân mình phần điên phiên nhũ mặt tình ghét ương tiếng ca dám nói thừa mà trong ba tánh chẳng ưa điên khùng xuống thuyền chèo quấy thung dung đi dài đôi chỗ khắp cùng thở con rạch giá chở nổi thôi đôi gần nơi gian biển cá mồi nhiều hơn tại đây già kẻ có cơn khi sai khi tình lúc hờn sổn căng dương trần đi lại lăng xăng che
nhào nhào cười rằng quân đi. Ở đâu mà tới thì thiền linh chẳng bắt xiềng nó lại bốn đi. Lòng thương gì tâm từ bi dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe. Dạy dội điên lại xuống ghe lòng xuyên xa đét nói rộng dạ thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ ở nơi giữa chợ lại khờ lại quên. Buồn trong lê thư ồ ê sóc trăng chợ ấy thuyền kè đến nơi. Đến đâu thầy cũng tại tay nói rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thầy thẹn thiên hạ lao sao chẳng có người nào tu niệm hiền lương. Thầy trong trần hạ thảm thương đâu có biết đường chẳng chẳng mà đi. Lìa xa đô thị một khi thuyền loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu chợ này tàn ác quá nhiều phố phường dân thổ dân tiều nhiều hơn. Cùng thành thị ráo trơn Cà Mau đến đó thiệt hơn tỏ bài cho trong ba tánh chợ này rõ việc giấy đầy lao lý về sau. Đường đi lao khổ xa bao miễn cho trần hạ biết vào đường tu. Tu hành đâu có tôn xu mà sao thoát khỏi ao tù thế gian. Thầy trò lâm cảnh gian nan chừng nào hết khổ mới an tâm lòng. Đặng dân đến tỉnh Gò Công vì thương dân thư mới hồng đến đây. Xưa kia bao lúc tình này mà sao cảnh khổ xưa này nhiều hơn. Yêu dân lòng nó chẳng sờn thầy hát tớ đờn giải cũng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tách rời đến đó vậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta nhiều luống
chà là lại với nho tươi. Đó nay thầy tớ quá mười, nói nói cười cười bán thuốc sơn đông. Ai nhớ ai đều cũng ngóng trông coi đâu khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng sao xào, nói chuyện bên tàu mà đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tình việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh quang. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tố cho nhàn tội tâm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiền ban. Hát kêu bỡ kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới làm. Khổ có ta với lệnh Phật Bà cứu giúp dùm cho. Tu hành phải ráng trình mò, gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Dạy rồi thầy tớ liền đi biến quà đến đó vậy thầy xem qua. Đến đây dạy dối gần xa, khuyến trọng ba tâm vậy ngỡ mà tình. Gặp bạn tri âm ráng mà trì chỉ đặng tầm quyền cơ. Tấn an và dỗ kịp giờ, chẳng dám chẳng chờ đi thẳng. Điện ra chức giảng mặt tình nghe không, giảng rồi dầu một thẳng sông, thiền thị giáp dòng thứ chót là đây. Tướng dân giảng dài dậy đầy rào khắp, nhiều người hung mi ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra giả nọ nào vui, từ đây lục tình đuôi cùi thiếu chi. Nói mà trong dạ
thanh khi điên này. Đừng ham nói nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là ai. Cảm thưa ông là hô bán khoai, vì yêu dân chúng mà chẳng này nắng mưa. Câu này dắt chuyện năm xưa, quyển trong trần hạ chừa lòng tham. Khổng thời quê ngủ núi xăm, còn đêm chẳng có chùa am mà dưới này. Vua yêu xưa mà đất cài, ngày nay nhường lại cánh này cho đi. Xuống trần dạy gió quyên thiên, dạy rồi thì lại than phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tỏ ra ơn, lời điên khuyên nhủ như đờn ba nha. Thầy thiện khắp mi hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi thầy thì quay đường tới thầy quay tâm. Đời cung con chẳng mấy năm, khắp trong các nước thi nằm bằng non. Cha thầy chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại. Phật mà cứu cho ai là quý báu thơm tho. Đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thầy ăn ở nhung mày, lùng lấy kính về mẹ cha. Sau này xấu bắt hầm tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quá bao thì chạy, đời nay quả bao một giây nhãn tiền. Dương trần phải ráng làm hiền, đừng trong bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa từ đây, có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớp chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ mình cho ngay.
đình Na Phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba gia. Thầy đợi lòng dạ tây tà, cứ theo chế nhạo cười mà người điên, ngồi buồn cái chuyện quyền thiên, chẳng có tiền cũng bị ghét dơ, vì cho ba tánh ít tờ đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem, thương người nghèo khó nghi lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá ta. Ngày nay yên tình, ngày mai thảm sầu, từ rày gặp cánh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Dương trần nay đang sầu bi, nên điên mới thương đời điên mới tỏ bài dạy trong trần hạ ngày dài. Ráng nghe đừng khi nhà lá chòi tre, nhà xăng cột lớn bồ xè lúc này điên mắt lăng xăng. Dương trần biết đặng đạo hàng mới thôi, chẳng ham cung kính chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu. Dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu, sáng ngày con chó sủa tru, chừng heo căng ổ hiểm thù mới yên. Đừng ham danh vật của tiền, người hung hai gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bồ cho dân. Thôi thôi nói riết dần lăng, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Nam mô A Di Đà Phật. Bước vào công luyện dưỡng non tâm,
dành thương kẻ tròn ân. Nam mô A Di Đà Phật.